motherfucker. Khoảng nghìn năm về trước, Ozo Cu đã xuất hiện và xâm chiếm trái đất. May sao chúng đã bị phong ấn kịp thời bởi các chiến binh cổ đại. Khoảng 1.000 năm sau chúng đã trở lại. Các chiến binh Gao Ô được ra đời. Oh shit, what the fuck? Oh. Ozuku xuất hiện. Sao không làm thế này từ đầu cho nhanh nhỉ? Hãy để ta giúp các ngươi. Giao chúa, tôi tưởng ông chết từ lâu rồi chứ. Thì đây là địa ngục mà. Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ chỉ cho các bạn sống lại bằng cách lấy nỏ thần An Dương Vương. Nhưng lấy được nó cũng không dễ đâu, vì phải trải qua nhiều sóng gió, phải biết cùng hợp tác với đồng đội, ta cần phải có một sự nỗ lực tuyệt. Ê, lấy được rồi này. Dừng tay lại Ozuku. Tụi bay là ai? Sư tử cuồng nộ, Gao đỏ, đại bàng hoang dã, Gao vàng, cá mập biển sâu, Gao xanh, bò tót mạnh mẽ, Gao đen, cọp trắng hào nhoáng, Gao trắng. Ở đâu có công lý ở đó có biệt đội siêu nhân Gao. Còn tên ta là Giang.